chào mọi người. Hôm nay chúng ta có gì mới, một ngày mới. Chúng ta đã có thấy một bức thư, một thông điệp khác của luật sư. Luật sư Ngọc đã có một cái bài viết rất là dài, nhưng ẩn chứa trong đấy rất là nhiều các thông tin hay. Thì hôm nay mình, tại vì là mình không có một chút nào thời gian trong một ngày này, bởi vì sẽ phải làm việc từ 8 giờ cho đến 9 rưỡi tối, tức là hết công việc rồi phải đi dậy. Và mọi người thì hỏi mình rất là nhiều, thành ra là mình sẽ livestream để nói qua một số các vấn đề mà các bạn quan tâm. Tự nhiên mình biến trở thành một người phát ngôn bất đắc dĩ, bởi vì là sợ là mọi người thì là đọc những cái trao đổi của luật sư thì chị ý là luật sư thì chị phải viết rất là chuẩn chỉnh từ ngữ, và dẫn tới cái việc là những cái từ luật hóa thì số đông bà con sẽ không hiểu. Nhưng mà tóm tắt lại, chúng ta thấy luật sư đang nói những cái vấn đề gì. Chúng ta nói liên quan tới câu chuyện nhà drama nhà chú Vũ Linh, thì có một vụ tranh chấp về tài sản giữa cô Sáu là em gái chú Vũ Linh và Hồng Loan là con gái chú Vũ Linh. Thì cái vụ đó luật sư Ngọc và công ty luật Tâm Quang đang xử lý. Nhưng rất tiếc, từ cái vụ hình sự này đã có những cái sự việc gì đó mà chúng ta thấy rõ nhất là sự việc mà một nhà báo sử dụng một Facebook cá nhân của chị ý có những cái bài liên tục mà Hồng Loan cho rằng đã vu khống bôi nhọ Hồng Loan. Và chúng ta thấy có một cái đơn khiếu nại, và giờ đây thì chắc chắn đấy là một trong những cái vụ mà hình sự, vụ mà do luật sư khác được chị Trang Vina giới thiệu, và luật sư này sẽ làm độc lập. Tuy nhiên là khi trong cái quá trình để làm việc với họ thì chắc chắn luật sư Ngọc sẽ hỗ trợ, bởi vì có rất là nhiều cái tài liệu. Nhưng mà phía luật sư Kha thì anh ý cũng sẽ có những cái công việc điều tra riêng của anh ý. Tuy nhiên là nếu mà cần thiết thì hai bên sẽ phối hợp với nhau, bởi vì cùng tất cả đều là cùng bảo vệ lợi ích của Hồng Loan. Đấy là cái sự gọi là vừa là độc lập nhưng mà vừa là cái sự thống nhất, và chúng ta mong chờ một cái sự phối hợp tốt đẹp. Tốt đẹp là việc của ai người đấy làm, tuy nhiên là có thể sử dụng lẫn nguồn lực của nhau, kết quả điều tra của nhau. Và thậm chí mình cũng đang suy nghĩ rằng có thể là mình sẽ đến nhờ anh ấy luôn. Đấy là một việc. Nhưng mà chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng hóa ra là một cái vụ dân sự bình thường, tưởng là sẽ giải quyết tại tòa án thôi, của trong phạm vi gia đình, tức là trong phạm vi lợi ích gia đình thôi, thì đã đang thành những câu chuyện hình sự. Vì vậy mình kêu gọi mọi người, dù ở đứng ở phe nào, cũng xin là phải rất là thận trọng trong các câu chuyện phản biện, câu chuyện bảo vệ để nói về sự việc này, để tránh cái trường hợp là mình sẽ trở thành một cái bị đơn trong một cái đơn hình sự thì rất là mệt mỏi. Tất nhiên là một cái đơn hình sự thì sẽ, tại sao người ta sẽ phải làm hình sự, là người ta có căn cứ. Thế rồi căn cứ đấy tất nhiên là phải có một quá trình phía công an, người ta họ điều tra và người ta có khởi tố hay không, quá trình rất là dài. Nhưng mà tâm lý của một người, chúng ta là một người bình thường mà chúng ta phải chịu đựng một cái tâm lý là chúng ta đang là trở thành một cái bị đơn và một cái đối tượng để công an điều tra, thì chúng ta thấy cảm giác là như thế nào. Thì cái điều đấy nó chẳng dễ chịu chút nào. Thành ra là mọi người, mình kêu gọi tất cả những ai đã có ý kiến mà không phải là trong gia đình của chú, mà kể cả những người trong gia đình của chú tham gia cái này, thì cần phải trang bị những kiến thức luật để mà mình tránh những cái trường hợp mà nó đáng tiếc xảy ra do mình không hiểu biết luật. Trường hợp gọi là tấm gương nhãn tiền của Hàn Ni và Phương Hằng, trước mắt hai người cùng tranh cãi nhau, cùng mắng chửi nhau, và cùng đều hiểu biết luật, cùng có tiềm lực, cùng có những người tư vấn luật. Nhưng cuối cùng hiện giờ họ đang ở đâu? Họ đang ở trong một cái nơi mà chả ai muốn đến cả. Một ngày tại tù thì là thiên thu tại ngoại. Thành ra là mọi người hãy chú ý cái việc đấy. Liên quan tới câu chuyện là mọi người nhắn tin cho mình nói rằng rất là lo lắng, là mọi người đọc được một cái comment nào đấy của một nick nào đấy ủng hộ Hồng Phượng, và nick đấy khẳng định là Hồng Phượng chiến thắng đến nơi. Mình phải tôn trọng cái đánh giá của tất cả mọi người, nhưng đừng có quá lo lắng, bởi vì một cái nick giả hoặc là một cái nick bình thường
nói gì cũng được, không 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 đừng có để tâm quá nhiều, hãy lắng nghe những cái câu chuyện mà các anh chị có thể là có thể tham khảo được bởi những người có uy tín xã hội, hoặc là họ sẽ phải chịu trách nhiệm về kinh doanh. Thực ra ví dụ như thế này, mình thì quan trọng là ví dụ như là những cái kênh YouTuber cũng là một cái hình thức để ngoài cái việc là đưa đến thông tin cho mọi người, thì đây cũng là một cái như là business của họ, thì họ cũng phải đưa những cái tin chính thống, những tin cập nhật, tin hay và tin chính xác để mà họ còn giữ được cái uy tín công việc của họ chứ. Thành ra là mọi người cứ lắng nghe những cái kênh mà mọi người cảm nhận rằng đấy là những người mà có bề dày hiểu biết, nói chuyện uy tín và họ công khai mặt mũi với tất cả những cái uy tín xã hội đó, thì hãy đặt niềm tin vào đấy và đừng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi mấy những cái bình luận trên mạng. Đánh giá, để đánh giá một câu chuyện nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào câu chuyện là nhận thức của người đấy này, rồi là câu chuyện mục đích của người đấy này. Chúng ta đâu có thể biết được là nhận thức của người đấy có thực sự là đáng để nghe không. Chúng ta cũng đâu có biết rằng người đấy nói ra với mục đích gì đâu, bởi vì họ có những cái mục đích khác nhau. Vì vậy là các cô chú đừng có hoảng quá, cứ nhắn tin cho mình là Vương ơi sợ lắm, lo lắm, nhỡ đâu bị mất hết tài sản, Loan bị thế này thì kia, mình thì bận ơi là bận, mà không an ủi mọi người thì áy náy, sợ mọi người thứ nhất là kiểu như là tâm tư tinh thần các cô chú đều nhiều tuổi rồi. Nhưng mà một lần nữa Vương muốn là các cô chú hãy chọn lựa những kênh chính thống có uy tín và cam kết để mà nghe những thông tin. Chẳng hạn như là luật sư Ngọc đã cho một loạt các danh sách các báo chính thống, thì trước khi báo lên bài họ sẽ phải xem chứng cứ, họ sẽ phải, kể cả luật sư và Hồng Loan có muốn nói gì trong cuộc họp báo cũng không phải đưa lên hết đâu nhá, họ sẽ phải xem những cái điều gì nó phù hợp với luật báo chí, họ xem là các căn cứ, những cái giấy tờ của tòa án, những cái giấy tờ liên quan nó có thật hay không. Họ viết bài xong rồi lại lên biên tập trước khi đó, thì những cái vụ này chắc chắn là họ sẽ rà soát rất là kỹ câu từ và mới post bài lên. Thành ra là mọi người cứ thứ nhất là nghe vào các kênh báo chí chính thống. Còn ngoài các kênh YouTuber thì mặc dù rất là nhiều, một cái rừng YouTuber, rồi là TikToker, rồi Facebooker, ABC, bà vừng cái gì đấy cũng không sao. Cứ hãy lựa chọn cho mình để mà có một cái niềm tin. Dạ. Mọi người cần hỏi gì mình nữa không ạ? Chúc mọi người một ngày mới an lành, mình phải đi làm đây ạ. Mình liên quan tới các câu chuyện luật sư thì luật sư là người được làm nghề bảo vệ quyền lợi của thân chủ, và những cái chuyện tấn công hay nói xấu luật sư nó rất là không nên. Mình nghĩ là không nên làm cái việc đấy, bởi vì làm cái việc đấy thì vừa chứng tỏ rằng cái sự gọi là thiếu hiểu biết, và cái thứ hai nữa là nó rất là trẻ con. Kể cả luật sư bào chữa cho một tội giết người cũng không hẳn là anh ấy xấu gì cả, mà anh ấy đang làm một cái việc rất là khó khăn, đó là bào chữa tìm ra những cái luận điểm mà để có thể giảm tội, hoặc là để cho mọi người, để cho buổi thẩm đoàn hay là tòa án thấu hiểu cái trường hợp đó. Nghề nào cũng cao quý cả, mình quan tâm, mình thì quan niệm như vậy. Cái trường hợp như là phía bên kia đang tấn công bác sĩ, một bác sĩ mà đã chữa bệnh cho chú Vũ Linh, luôn luôn giúp đỡ gia đình, tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình và chú Vũ Linh, thì mình nghĩ là nếu không cần thiết thì các bạn ý tấn công bác sĩ là một cái điều mà nó rất buồn cười. Nó về tình nhá, về tình thì là đi tấn công một người đã từng giúp đỡ một cái người mà mình mang lên làm tượng đài, mình hay nói là vì chú Vũ Linh thì mình không nên tấn công cái người mà đã từng cứu giúp ông. Thế rồi vì đấy là về lý thì không thể nào đi kiểu như là cứ tấn công vô tội vạ như thế. Cứ bất kỳ một ai mà có một cái tệ thiện cảm, hay là một bức hình, hay là một cái điều gì đấy thiện cảm với Hồng Loan mà
đi tấn công thì đều mình nghĩ là đều rất là rất là buồn cười. À, xin chúc mọi người một ngày, những ngày mới an lành nhé. Mình đang đi làm ạ, mình chuẩn bị đi làm rồi ạ. Nhưng mà công ty cũng không quá xa, thành ra là vẫn đủ 8 giờ đi đến làm. Thôi, mình sẽ không xóa clip này cho đến ngày mai ạ, để cho các cô chú không có điều kiện xem livestream trực tiếp thì sẽ xem. Các cô chú cố gắng bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi. Những câu chuyện liên quan tới tòa án nó rất là rắc rối và nó rất là cần một cái thời gian để giải quyết. Các quan tòa trong cái vụ này có lẽ là họ đang sử dụng cái thời gian của họ để họ có một cái bước an toàn. Bởi vì giải quyết một cái việc đang gây tranh cãi và lớn như thế này thì họ sẽ kiểm tra kỹ càng và họ sẽ sử dụng cái mức an toàn, cái mức thời gian của pháp luật cho phép về thời gian giải quyết vụ án ấy để họ xử lý. Thành ra là, và họ ngoài ra cái việc đấy thì họ còn có rất là nhiều các vụ khác. Thành ra chúng ta cứ bình tĩnh mà chờ thôi. Còn về truyền thông thì chúng ta, các bạn có quyền nói được tất cả những cái gì mà các bạn muốn, nhưng mà hãy lưu ý cái vụ dân sự này đã có, bên cạnh nó đã có hai vụ hình sự, thì điều đấy nó rất là buồn đúng không? Hình sự là liên quan tới công an, liên quan tới, có thể liên quan đến án tù rồi. Cảm ơn mọi người ạ. À, mình xuống sóng đấy ạ. Chúc cả nhà một ngày tốt lành ạ.